Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác để bổ trợ cho phần cơ mông, cơ đùi và cơ chân của chúng ta. Động tác đầu tiên của chúng ta sẽ là động tác squat bình thường. Hai chân chúng ta sẽ đứng rộng hơn vai, hai mũi chân hướng sang hai bên một cách tự nhiên. Sau đó từ từ xuống ở tư thế squat, đầu gối không vượt quá đầu mũi chân, mông song song mặt sàn, lưng thẳng. Sau đó các bạn lên đẩy hông về phía trước, siết cơ mông lại. Chúng ta thực hiện động tác này từ 20 cho đến 30 lần cho mỗi một rep tập luyện. Xuống thì hít, lên thì thở. Vâng, đây sẽ là mặt nghiêng. Lưng thẳng, xuống thì hít, lên thì thở, lên đẩy hông về đằng trước để siết cơ mông. Lúc này chúng ta sẽ vào cơ mông của cơ mông tốt hơn, nhiều hơn. Vâng ạ. Vâng. Bài tập thứ hai lúc này sẽ là tư thế squat, nhưng chúng ta sẽ quát khép chân lại để làm cho mông chúng ta sẽ được chịu lực nhiều hơn, để tăng sao cho kích thước vòng ba chúng ta được cải thiện nhiều hơn. Cũng giống như squat thường, từ từ chúng ta sẽ xuống và hít, đẩy tay về trước chụm lại, sau đó lên thì thở. Vâng. Các bạn không cần làm nhanh quá, động tác này chúng ta làm chậm rãi. Vâng ạ. Điều quan trọng là chúng ta làm đúng động tác kỹ thuật. Xuống thì hít và lên thì thở, lưng thẳng. Mặt nghiêng đi ạ. Ở tư thế squat này có rất nhiều bạn làm sai, đó là phần mông của chúng ta không song song với mặt sàn chẳng hạn, hoặc là đầu gối của chúng ta để quá đầu mũi chân, dẫn đến hiện tượng chúng ta sẽ bị mỏi gối và không có hiệu quả vào phần mông và đùi nhiều. Chúng ta cũng thực hiện từ 20 đến 30 lần tùy vào sức của các bạn, và chúng ta cũng thực hiện 3 lần như vậy. Động tác thứ ba đó là tư thế squat và nâng cao đùi lên sao cho đùi, đầu gối chạm với cùi chỏ của chúng ta. Cách thực hiện như sau: vẫn đứng ở tư thế squat thường, sau đó chúng ta xuống tư thế squat, sau đó lên thì co chân lệch tay với nhau. Vâng ạ. Xuống thì hít, lên thì thở. Các bạn khi có đá mạnh chân lên giúp tôi. Dạ vâng ạ. Và thực hiện tư thế này, cố gắng chúng ta thực hiện làm sao lưng chúng ta thẳng. Vâng, đừng bị cúi gập người là chúng ta thực hiện sai động tác kỹ thuật đấy ạ. Chúng ta sẽ nhìn ở mặt nghiêng. Xuống thì hít, đẩy mông ra sau, lên thở, siết mông lại và đá cao chân lên. Vâng ạ. Ở tư thế này chúng ta cũng thực hiện từ 20 cho đến 30 lần. Và chúng ta cũng thực hiện là 3 rep tương tự. Nghỉ ở giữa mỗi rep thì chúng ta cố gắng nghỉ từ 20 cho đến 30 giây tùy theo sức của các bạn. Vâng, như vậy là chúng tôi đã thực hiện xong cái bài tập về phần chân và cơ đùi. Chúc các bạn thành công.